Chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hiện tại phía bên kia đường có anh trai với lại cô đến đây ủng hộ chị Hồng Loan nè cả nhà. Dạ xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài ha. Hiện tại thì có xe hơi 7 chỗ đến đây để ủng hộ chị Hồng Loan đang đi vào bên trong để mua hàng ủng hộ chị Hồng Loan, cô chú anh chị và các bạn. Mai mua chục coi. Mai mua chục vô với cũng vàng. Cái Ken vừa mới đi học về chưa thấy đồ sao? Không còn có ra khán giả hỏi là một phần yến mà có thể cạo gì là nhiêu tiền nữa, là mình cũng không biết nên thế nói là cô chú là phần bày của chị Lan để coi cho chính xác. Giờ 500 mấy đúng không? Có nhiều mình giá lắm. Đúng rồi, lại nó có nhiều giá lắm, mình cũng không có biết được. Không biết chính xác nhất là 5 chỉ vàng á. Đúng rồi, biết chính xác cái loại yến nào mà có thể cào á. Đúng rồi. Là phải lên hôm nay của chị Lan để coi, tại vì chị cũng có giới thiệu trong rất là nhiều buổi rồi. Nhưng mà do là mình không có để ý á. 5 chỉ vàng này ra nhiêu tiền? 35 triệu. Ngon ha. Tôi chúng được cả 5 chỉ vàng, chắc là tôi nghĩ là được tốt 2 tháng. Có cái combo á, mọi người cứ vào Facebook của chị Hồng Loan thì sẽ biết chi tiết nha anh chị. Loan thì có đi biết giá cũng như là các mặt hàng đó, cái hộp xanh xanh đó mọi người. Dạ xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 nha. Giờ này là 18 giờ 16 phút cô chú anh chị. Hiện tại thì có một khán giả ở Kiên Giang muốn nhờ Tài hỗ trợ mua sản phẩm đồ ăn vặt ở shop của chị Hồng Loan để gửi về cho chị ấy ha. Bây giờ thì Tài sẽ vào bên trong mua hàng giúp cho chị ấy và gửi về địa chỉ chị ấy đã cho ha cả nhà. Thì chị ấy cũng đã có chuyển khoản cho Tài rồi. Thì Tài vào Tài chỉ hỗ trợ và mua giùm nha cả nhà. Xin mời cô chú anh chị và các bạn đi vào bên trong để mua hàng mua hàng cho chị ấy và ủng hộ luôn chị Hồng Loan luôn ha cô chú anh chị và các bạn. Hello anh Khoa. Chào. Em mua hàng. Biết mà không vô là biết mà. Bán cho em 2 kg trong miễn kẹp hạt và đang ăn cơm của chú. Lấy 2 kg. Dạ đúng rồi, mà mình gửi gửi đi ha chứ không có lấy hàng. Đúng rồi, tính ghi địa chỉ trước đi tính tiền sau. Con đánh địa chỉ luôn anh đọc giùm em tên nè, nó trong cái tin nhắn nằm trên số điện thoại tên địa chỉ luôn. Một kiếm. Dạ. Chào bé Ken. Ken biết chào. Đọc cho em đi có lẽ. Đọc tới đâu rồi? Số điện thoại. Hồ sơ bị 0919 45. 0919 45. 3 số 0. 000 7. Rồi, đọc lại, 0919 45 3 số 07. 3 số 0 nha. Rồi, với lại số 7. Dạ đúng rồi. Rồi địa chỉ là Dốc Tượng Đài An. Dốc Tượng Đài. Dốc Tượng Đài An Thới. Phú Quốc Kiên Giang. Dạ. Chị đó tên là Ngọc Hiếu. Rồi hết rồi đó. Đặt 2 kg rong biển cặp hạt. Rồi tổng cộng là tiền ship luôn.
không có đơn. Cho anh xin cái hóa đơn cả nhà. Này cô chú anh chị, đây là shop chị Hồng Loan. Để em số này để cho khán giả các em gửi tiền sao hả? Ủa ship chưa? Cái này có ship chưa? Nhìn chưa ship không? Đây 700 thêm ship 30 nữa nha cả nhà. Rồi bây giờ em sẽ xuống em chuyển khoản nha. Dạ cô chú anh chị ơi, thì hồi nãy giờ thì em cũng có vào bên trong shop của chị Hồng Loan, thì chị Hồng Loan đi ra ngoài tòa và đi cùng với chị Ni đi từ chiều tới giờ cả nhà, từ trưa tới giờ chưa về nên chưa không có gặp được chị Hồng Loan. Thì vào trong thì gặp được Thành Mỹ với lại anh Khoa cũng như là bé Ken đang ở trong phía trong ha cả nhà. Thì em cũng hỗ trợ một chị gái ở Kiên Giang để mua những món hàng, món đồ ăn vặt của shop chị Hồng Loan. Đó là một loại thôi cả nhà, đó là rong biển kẹp hạt ha. Thì đây là cái hóa đơn em muốn chia sẻ lại cho quý cô chú anh chị ha. Rong hạt nè cả nhà, số 4 ha, được đánh số 4 là 700.000. Thì tiền ship về Kiên Giang là 30.000 nữa, là 730.000 ha quý cô chú anh chị. Cả nhà mình để ý phía dưới cùng của cái bill là có số điện thoại của bên shop chị Hồng Loan ha, 0819581987, và cái bên đó là số tài khoản của ngân hàng MB Bank, đó là 1958999999, 5 con số 9 phía sau. Cô chú anh chị mình khi mà mua hàng online và đặt hàng á, thì cả nhà mình vui lòng nhớ số này và số tài khoản ngân hàng để chốt đơn và chuyển khoản không bị lộn ha cả nhà. Đó, đây là em cũng hỗ trợ cho một chị gái ở Kiên Giang thôi. Chị nói là rất là thích ăn rong biển kẹp hạt và cũng như là muốn nhờ em mua giùm chuyển về. Thì em mua xong rồi em ghi địa chỉ, chị đó cho em địa chỉ, cho số điện thoại và em mua và gửi về Kiên Giang thôi cả nhà. Thì cô chú anh chị mua thì gửi về tỉnh thì cô chú anh chị mình nhớ cố gắng ha, là chờ đợi trong vòng khoảng đâu đó là 4 đến 5 ngày hết cả nhà. 4 đến 5 ngày thì sẽ có hàng ha quý cô chú anh chị. Nhiều khi mà cả nhà mình nôn nóng á, sợ có 2-3 ngày không có thì thật sự là chưa có hàng về đâu, khoảng 4 đến 5 ngày mới có hàng nha cả nhà ha. Thì shop chị Hồng Loan thì vẫn mở cửa bán từ sáng 8 giờ sáng cho đến 9 giờ tối hàng ngày. Cả nhà mình yêu thương đến đây ủng hộ cho chị Hồng Loan ha cả nhà. Chị Hồng Loan giờ này thì vẫn chưa về ha cả nhà. Hôm nay thì chị Hồng Loan đi ra tòa cùng với chị Ni để giải quyết hồ sơ gì đó ha cả nhà ha. Bên cạnh đó thì bé Ken, hồi nãy thì em có gặp bé Ken, bé Bun đi học mới về thì cũng ở bên trong ha quý cô chú anh chị và các bạn. Đó, cô chú anh chị. Buổi tối thì ở nơi đây đông tấp nập và nhộn nhịp luôn cả nhà. Rất là tấp nập và nhộn nhịp ha. Đèn đã, phố đã lên đèn rồi. Đây, ở phía xa xa kia là hủ tiếu Bò Viên. Đó. Đây. Đây là cái con đường đối diện nhà chị Hồng Loan. Chỗ đây thì quán cà phê ha cả nhà, phía trong nè. Đó. Quán cà phê của ngôi nhà mà 60 tỷ đó cô chú anh chị. Ở phía xa xa kia là đường Phan Đăng Lưu. Và cả nhà thấy có một cái ngân hàng nè, có một cái công ty vàng bạc đá quý nè, Doji. Đó. Chỗ nhà chị Hồng Loan phải nói là một cái con đường rộng lớn, xe hơi, xe taxi vô được ha cả nhà ha. Đó. Rất là đông, tấp nập, nhộn nhịp luôn. Cô chú anh chị ơi, chị Hồng Loan đã về hay gì cả nhà. Anh Hải về quý cô chú anh chị. Đó, anh Hải mặc quần đùi đi trên xe hơi mới về cả nhà. Anh Hải thì nhìn cơ bắp rất lực lưỡng. Có cô chú anh chị hỏi là anh Hải có tập tạ hay không mà rất là lực lưỡng. Và đặc biệt là anh Hải cũng vui tính lắm cả nhà. Anh nhưng mà sợ chuột. Anh Hải sợ chuột nha cả nhà. Em mà cứ thấy cái sợ hãi của anh Hải, cái sợ chuột em mắc cười lắm cả nhà. Anh gặp chuột anh sợ.
ở thành phố mà sợ chuột là thôi cũng thua luôn, tại vì thành phố Hồ Chí Minh chuột cống thì phải nói là nó dạng lắm cả nhà, nó gặp người nó không bao giờ nó chạy luôn, nó đứng lại nó nhìn mình luôn. Thì trên YouTube của chị Hồng Loan hồi nãy có đăng tải một cái đoạn clip ngắn là chị Hồng Loan đang make up để chuẩn bị đóng phim hai cả nhà ngày hôm nay hai cả nhà. Chị Hồng Loan đi với lại chị Ni để make up đóng phim hay sao á, em có thấy có một đăng tải một đoạn clip ngắn. Thôi thì em xin phép tạm dừng cái video này ở đây ha, hẹn quý cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Nếu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Mến chúc cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ, một buổi tối ăn cơm ngon miệng, một buổi tối bên ấm áp bên người thân và gia đình ha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.